Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin thị trường của thủy sản Ân Di. Hôm nay thủy sản Ân Di xin gửi đến quý vị và các bạn bảng giá tôm thương phẩm cũng như bảng giá giống của một số công ty được bà con tin dùng và có sử dụng chúng nhiều nhất. Sau đây là bảng giá tôm thương phẩm: 20 con 186.000, 25 con 170.000, 30 con 153.000, 40 con 127.000, 50 con 116.000, 60 con 110.000, 70 con 105.000, 80 con 99.000, 100 con 90.000. Giá tôm của các size đang có đà tăng trở lại, vì vậy bà con nuôi tôm cứ yên tâm tăng gia sản xuất. Thủy sản Di là đơn vị luôn đồng hành cùng bà con nuôi tôm. Tiếp tục bản tin là bảng giá giống. Giống Hoàng Lộc, giống tiêu chuẩn 108 đồng khuyến mại 70, giống công nghệ cao 116 đồng khuyến mại 40, chương trình khuyến mại áp dụng tới khi có thông báo mới. Giống Việt Úc 127 đồng, giống Hoa Nam Minh Phú 150 đồng, giống Nam Mỹ 126 đồng khuyến mãi 30, giống Mỹ Kim 105 đồng khuyến mãi 50, giống CB 146 đồng. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm video tại thị sản Ân Di. Nếu quý vị thấy video ý nghĩa và có điều đặc biệt đến tất cả quý vị không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh thị sản Ân Di, hay là chia sẻ cho những người thân, bạn bè, anh em để cùng phát triển cho ngành tôm tại Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn kết nhau nhiều hơn để thành công hơn trên ngành tôm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công và thật sự tuyệt vời.